Đây thì mình sẽ để chiếc xe nạp mà địa hình Lucky. Nên mình sẽ cân trực tiếp cho các bạn xem bản khung nhôm nó sẽ là siêu nhẹ. Đây. Nó là 11 cân nhá. Rồi em nhấc xe lên em cân lại cho các bạn xem. Đó. Rồi em đặt vào lại đi. Nó là 11 cân nhá, bản khung nhôm này. Ok nha.